là sao chị? Ý thứ nha, em bay lên em mét chỗ đông á, là người ta đi lên á, ta lên mấy kiếm mình bé thật lên, hồi đó đâu có để em đâu, hôm nay thật nhiều quá, con lên 3 bức hè. Vậy hả? Tự nhiên hôm nay đi chợ gặp bà cô kia, bà mắng vốn buồn ghê luôn á, hết tâm trạng đi chợ luôn rồi. Chắc đây là video cuối cùng như quay ở chợ Thu Lễ. Nhi xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Lê Thị Nhi. Chúc cả nhà mình một ngày mới thật là vui vẻ nha. Hôm nay là sáng ngày 2 tháng 5. Là hình như là nếu mà mọi người đi làm công ty á, thì mọi người vẫn được nghỉ bù á. Nhưng mà hôm nay là bên shop đã hoạt động lại rồi. Bên shop chỉ nghỉ ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 thôi. Nhưng mà trong hai ngày đó thì mặc dù là Nhi đã thông báo là hai ngày đó thì shop sẽ nghỉ thì không có nhân viên trực. Nhưng mà Nhi nghĩ là sẽ có nhiều cô chú không có xem được đoạn video thông báo á, nên là Nhi cũng cho bé Thảo với lại bé Trang trực, thì cũng nhiều cô chú của anh chị gọi điện tư vấn mua hàng lắm cả nhà. Rất là mừng khi mà được cô chú anh chị ủng hộ các sản phẩm bên shop Cú Đấm Thép. Hôm nay thì là ngày 2 tháng 5 thì bắt đầu là bên shop sẽ gửi đơn hàng đi. Ngày 30 tháng 4 với 1 tháng 5 thì bên shop nhận đơn thôi. Hôm nay mới gửi đơn đi được. Sáng nay thì Nhi sẽ đi chợ. Hôm qua thì Nhi mới đi lên rẫy về hái được một ít bưởi nè cả nhà. Với là hôm qua có chở em Tắc với lại em Bu lên trên rẫy chơi nữa. Bưởi này sáng Nhi cắt trái này nó còn non, nó còn hơi chua chua nha. Không biết là tròn sắc nó có ăn không. Sáng nay thì nhà mình chỉ còn bưởi thôi chứ không còn trái cây gì hết trơn á. Bình thường thì mình hay mua chuối để sẵn nhưng mà hôm nay cũng hết chuối luôn rồi. Ui, chua vậy mà nó ăn cũng được á chứ. Nó ăn ngon luôn á. Nó không phân biệt được vị chua hết ta. Mình ăn mình nhăn mặt luôn á. Chua vậy mà bà ăn ngon lành luôn. Ngon sắc. Thả nó ra là nó không có đi theo mình đâu, nó chỉ quan sát mình thôi. Nó quan sát mình đi đến đâu thì nó mới nhảy theo, còn nó không có đu theo mình. Nó đứng ở nó có thể là nhảy ở những cái cây khác mà đứng cách xa mình rất là xa luôn, nhưng mà mình đi đến đâu là mình cũng thấy nó hay lắm. Này. Trời, hai tay cầm hai miếng rồi đưa một cái nữa cái nhả mỏ ra chụp. Hôm qua anh Thép định để nó trên rẫy cho anh Mến luôn, nhưng mà nhiên sợ anh Mến nuôi nhiều quá, không có thời gian làm rẫy rồi, không có thời gian cho anh Mến qua YouTube nữa, nên là thôi cho nó về nhà từ từ đã. Với lại con này nó chơi xấu lắm cả nhà. Bữa hôm qua Nhi chơi Nhi cho nó chung ở chung chuồng với mấy con chó con á, mà nó phá mấy con chó con ngủ không được luôn. Hôm nay nó lì lắm, phải huấn luyện nó từ từ. Bây giờ thì Nhi sẽ đi chợ cái đã. Bây giờ cũng trễ rồi nên là có thể là Nhi sẽ đi chợ tìm cái chợ nào trễ bán trễ á, mình đi. Chợ Phú Quý thì giờ này chắc cũng hơi vắng rồi đó. Mình sẽ đi chắc là đi chợ Hiếu Lễ ha. Mà cả nhà đồng hành cùng với Nhi ở video này. Con Buông nó đứng chờ tư thế là chờ đi theo cả nhà. Nhưng mà đi chợ là không cho nó theo được, tại vì vô chợ nước rồi nó vô lắm. Ở nhà Bu ơi. Không được. Bu. Ở nhà. Bu. Lì à. Đó đó. Ai cho lên? Ở nhà. Ở nhà con nhà đi. Xuống. Đi xuống, đi xuống. Dạ. Đến chờ mình giữ xe cái đã. Không biết là có phải là do hôm nay vẫn còn trong dịp mà mọi người nghỉ lễ bù hay không, mà hôm nay Nhi đi chợ thấy chợ rất là đông và nhộn nhịp luôn. Đồ trái cây rồi tất cả các đồ mình thấy cũng nhiều hơn mọi khi luôn á. Chợ quê nhưng mà rất là tấp nập luôn nha. Thank you.
vô là thấy đông đúc rồi đó. Đồ bán nhiều hơn mọi khi luôn, người ta đi chợ cũng nhiều nữa. Chắc mình đi ra hàng dưới đây trước đi. Trái cây đồ rau củ hành đồ nhiều, mọi người đi chợ tấp nập luôn. Thơm mùi chả cá thôi á. Đông khê luôn cả nhà. Không biết mình ra hàng cá cũng có gì ăn không ta. Cá thì bữa trước như về Bình Định á, như đem về cá mấy con cá gì ăn. Không phải cá ngừ cá vua mà vẫn còn, nhưng mà muốn mua cá khác chứ bữa giờ ăn cá đó cũng nhiều rồi. Ủa sao bán hết luôn rồi? Sao bữa nay bán hết sớm vậy ta? Gần hết luôn rồi nè. Hôm nay mình đi chợ sớm hơn mọi khi luôn, nhưng mà lại hết luôn có lẽ. Dạ. Dạ. Ôi cá đồ bán hết luôn rồi cả nhà. Còn mấy hàng thịt không à? Để ra đây thử. Mình không nghĩ là mình đến giờ này mà chợ bán hết luôn á. Giờ hết sự lựa chọn rồi. Còn hết sự lựa chọn lắm. Lấy con em con cá này đi. Cá hả? Cá đây hả? Không luôn. Cá cam. Cái này bán sao chị? Có đó 70.000 thôi. 70.000 một ký hả? 70.000 cá bè á. Sao mang đồ nó tái quá vậy chị? Trước ngày mua đồ ăn xong rồi má Nhi coi video kêu là không biết lựa cá, mua toàn là cá thôi không ngon à. Vậy ăn mấy một con à? Mấy con này đi. Mày ăn đúng không mẹ? Đó, cái này ăn nó vậy, nó đi đường dài nó vậy nè, hai lấy con mang. Cái mang nó không còn một miếng máu luôn á chị. Cái này nó chết rồi, nó còn máu. Nghĩa là nó không còn hồng nữa. Nó đi đường dài nó vậy á. Để đi 2-3 ngày rồi. Thôi lấy cho em con này đi. Không còn gì để lựa chọn nữa ta. Chắc mua cá ngừ quá. Làm cho em luôn chứ chị. Đắt bà luôn. Làm ăn nha. Làm ăn nha. Chắc mua cá nục về kho quá. Dùng cái gì em dơ? Thôi chị lấy cho em đại, chị bán sao chị? Nước ký 1 ký 50, lấy 1 ký 8. Dạ lấy cho em ký. Rồi 1 ký này em có dạ. Làm không? Có, cắt cho em luôn đi chị. Về trong chợ chỉ còn cá nục với lại cá ngừ thôi, mà cá ngừ nhà mình quá nhiều. Mực thì mình thấy không có tươi cho lắm đó, nên là mình muốn mua. Tôm thì nhà mình không có ăn. Chắc mua thịt bò đi nè. Mua thịt bò gì xào với cái gì đó. Đi xuống dưới đây lựa đi rồi quay lại lấy cá xong. Đúng là ngày lễ không? Nhu cầu mọi người đi
chỗ đông nó tỏ ta kéo lên nào là thịt heo ở mấy bà tôm nè. Tôm lên heo 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 luôn. Là sao chị? Ý nói là em bay lên mấy chỗ đông á là người ta đi lên á. Ta lên mới kéo lên bé thịt lên hồi đó đâu có đây em đâu. Đây thịt heo á con lên ba bốn heo. Vậy hả? Ý là chị có một chút bắn vốn gì là như quay thấy thấy bà con đi mua chợ này đông á, xong rồi cái mấy cô chú bán hàng á kéo lên chợ này bán. Tới bây giờ là rất là nhiều người bán luôn. Thứ hai, thứ ba lên quay có người bên nào nó chợ hết. Thứ hai, tại vì em đi nhận thứ 6 thứ 7 á, nên đông á, em mới chợ đông á, kéo lên bán hồi hai nữa. Ở đây tao mẹ đi. Mình quay mình thấy mình đâu có biết đâu, mình thấy chợ thấy đông thì mình nói đông, nhưng mà chị đó nói là quay thấy chợ đông quá cái người ta kéo tới đây để người ta bán hàng. Ủa thì càng nhiều người bán hàng thì càng có nhiều sự lựa chọn thì bà con đi mua hàng càng nhiều chứ ta. Thu hồi nách hả? Rồi. Em có đem hả? Em có đem hả? Không, không có đem. Có bà chị hỏi mua thuốc mà Nhi không có đem. Tự nhiên bây giờ quay đi chợ cũng bị mắng vốn, mà quay chi cho mọi người biết ba ở chợ đây đông người đi cái bị mắng vốn ta. Mua về cái chợ không này. Bữa giờ bán được không chị? Ở đây ai à? Ở dịp ở đây chị bán ở đây lâu chưa? Lâu rồi. Bán khoảng 7 năm nay. Chợ ở đây nhà nông nó nói bán không được. Nhà nông bây giờ lúa gì á, gặt luôn không mùa màng không có được á, nói. Người ta đi ít hả? Nhưng nói chung là tùy bữa, cũng có bữa đông cũng có bữa là bán luôn không chị? Của em nhiêu chị? Móc ở đây. Giờ mình sẽ mua thêm nãy mới mua, như có mua thêm một miếng thịt bò rồi, mình mua cái này là về xào. Tự nhiên hôm nay đi chợ gặp bà cô kia, bà mắng vốn buồn ghê luôn á, hết tâm trạng đi chợ luôn rồi. Hết tâm trạng quay video rồi. Chắc đây là video cuối cùng như quay ở chỗ lưu lễ. Không lên nữa, không dám lên nữa. Nè cô ơi. Có trái dưa leo đột biến lắm cả nhà. Nó dính chùm luôn, hình như cái này là ba trái hay sao á. Dính chùm với nhau luôn. Thì mắc cười quá. Ôi trái này nữa nè. Trái này cũng đột biến luôn nè. Rồi tính cho con đi. Hai cái này nữa với lại hai mấy cái vị này luôn nè cô. Còn cái này của ai đây? 2.000, 3.000. Cái này nó trắng dữ cô. Nhi mua đồ ăn xong rồi. Hôm nay thì chờ hết sớm á. Chắc là do lễ. Lễ là đồ ăn ấy sớm này. Lấy 3 miếng. Đây là Nhi mua cũng ít nè. Hôm sau mình mua thêm. Mua mít cho mình nha hả? 10.000 chai bỏ vào. Mua thêm rau nấu ăn nữa. Nói chung là nấu nhiêu đây chẳng khoảng 1 đến 2 ngày thôi. Giờ mình mua thêm mít trái cây nữa về. Ủa mà quay xong mình không thấy phán đâu mà mình tìm không ra vậy? Dạ ở trên kênh YouTube Lê Thị Nhi á cô. YouTube Lê Thị Nhi vậy? Mình mua mít mà đâu có thấy phán không? Có phán mà. Mình chưa thấy đâu nha. Dạ cô chưa coi tập đó rồi. YouTube gì? Lê Thị Nhi phải không? Dạ đúng rồi. Cái này nó không ngon bằng cái bữa con mua hả? Đúng rồi. Tại miếng này nó chợ chín mùi quá nó ngon. Miếng này nó ngon hơn không cô? Miếng này nó hơi lạc đó cô. Hơi lạc nhưng mà cái này nó cái sơn nó hơi xấu. Không sao đâu. Còn ngon hơn nữa. Dạ bài ngon hơn. Chắc luôn à. Ăn đây là thịt hộp nè. Có bạch nhưng mà mình nét luôn. Cái này nó bị rầy sao không? Nhưng mà nó ngọt, nó bị như vậy thôi, là hai ở Liên Sơn rồi, ở trên Liên Sơn rồi đó. Chẳng phải ấy mới Sài Gòn đâu. Ủa chị ơi, cái này bán
Dạ con đi trễ á. Con đi trễ nên con đi chuyện này. Tính ra thì nó cũng như nhau rồi chị. Mà nó ngọt hơn không? Không ngọt hơn luôn. Rồi lấy cái kia đi, chú anh thấy không? Dạ cắt cho em miếng kia. Còn chú mình mua mít cô này bán ngon lắm. Ngọt mà giòn. Mít là hái Liêm Sơn hả? Đâu có thấy là hái Liêm Sơn. Ủa Liêm Sơn mình đó hả? Liêm Sơn 2 á. Ở trên đây Trà Dương á. Ở trên đây. Ủa trên đó cũng trồng mít luôn hả cô? Ở cái chỗ với con cái con mà làm cái gì ở bên Tâm Hải á. Phó bí thư gì ở tỉnh, ở huyện, nó mẹ nó hái mít cho nó thôi. Ờ, cắt cho con miếng nhở. Là bán bao nhiêu một ký cô? 15.000 ký. Rồi, lấy 15.000. Ủa bị. Qua bên kia mua trái cây quá trời luôn. Bây giờ là có thêm vải rồi măng cục được nữa, nhiều loại lắm. Mà đặc biệt là mùa này nhìn thích ăn xoài với mít. Đi lấy miếng này hả? Cô lấy đi. Nhưng mà con ăn thử rồi con thấy nó cũng vậy à. Vậy hả? Cảm ơn nha. Dạ con đi nha cô. Tìm chỗ nào bán trái cây không? Chắc qua bên kia. Bên kia có bơ không ta? Không. Ủa bơ này bán sao vậy cô? Nó mềm vậy ta? Chín quá rồi sao ta? Nên nó cũng không có mềm lắm mà. Thôi, chị kêu lấy cây héo héo, mình lấy cây héo héo à. Chị con cho em mấy trái này chị. Cái này mềm quá không? Rồi con cho em ký thôi. Xoài trái bự hư. Bự là bự. 20.000 ký xài đi mất rồi. Còn xoài này sao chị? Tiên cái đen rồi sao? Cái gì nữa? Ủa cái này là xoài thái hả? Đeo em thầy đeo. Thầy thái đây nè. Đeo là sao chị? Thì thầy đeo á. Tôm nó là vậy. Mấy cái xoài này nó chua lắm. Có chua đâu, em ăn tại chỗ luôn, chua không có chua em. Nhưng mà nó mình thích ăn cái loại cái xoài mà mình thường mình hay thấy á. Cái xoài mà trái nó vàng mà nó mềm ra, nó thơm. Cái đó thì kiều. Cái này như quý thì em. Cho em cái bọc với chị. Dâu. Lấy em mấy trái này. Chị dâu máu ra mà. Ủa dâu ngọt không chị? Chuối ngon ngon lắm. Chị ăn bán nè. Ủa chị còn chuối không? Trái xoài bự quá ha. Mấy trái xoài này nó thơm nhưng mà nó chỉ thích ăn cái kiểu xoài bình thường mình hơn. Hình như cái xoài này chín nó cũng màu xanh màu vàng phải không? Nó sống nó cũng màu vàng. Màu trắng hả? Cắn. Dạ. Hôm qua chị. Con nghe mấy trái chị? Có chuối nào chuối của cô nó con ơi như vợ ấy tiếp vậy phải không? Dạ đúng rồi cô đó dòm mặt á dòm mặt á còn sao hay ha mấy cô nhận ra hay vậy chứ cô nhìn trong tivi và chứ không cô nhìn ở trong ấy nè ví dụ như anh Thép á là ảnh cái đầu trọc là mọi người rất là dễ nhận ra còn nhưng mà như cô mình nhận được chứ nhận ra luôn hả cô nhận ra luôn nè con khỏi cần nói là cô ngồi cô nhìn cô tắm tắm nè chứ đâu ấy đâu cái gì vậy cần lâu quá con đúng không
bồ đẹp đẹp không à em? Chuối có cái nào đẹp hơn cô? Không có trời mất tao em đừng có ham chuối nhúng thuốc không có ngon đâu, nhưng mà chuối đây xong kim nó cứng nè, vậy hả? Cứng ăn cứng được em. Ủa sao nó đen rồi mà nó còn cứng cô? Biết sao không, là nó xăm kim á, người ta nói xăm kim á nó dẻo. Dạ. Ê, đẹp tao nào mẹ. Tao còn ngầu quá. Cái cam này là cam ở mình trồng hay ở đâu? Cam ở đây hết ấy, ở Hà Đảo nó vô hết. Cái gì nữa? Có phần lóc vào à. Sai hả? Nhãn sao hộp nhỏ trái nhỏ dữ ta? Nhãn trái nhỏ à cô à, nhãn ấy à, em nhãn nhãn tiêu hả? Nhãn tiêu á. Cắt vào đâu quả lóc à. Nè, thấy đĩa cho bà à. Thấy bà ôm yếu á, chứ cam là 15 ngàn. Ờ, không biết là mua nhãn gì cho con khỉ nó ăn, nó có lột đùm ta. Sao nó nuốt hột luôn á chứ. Không ô. Thôi lấy cho con cái chuối với lại cái mặn hả cô? Cái gì rớt? Lấy chuối cho em ăn. Mặn nhiêu ký à? Mặn 20 ngàn em. Cô đổ bánh kẹp cả nhà. Bánh kẹp này có trứng không cô? Không có trứng thì con ăn được. Tại con ăn kiểu trứng. Cái này bán sao cô? 5.000 4 cái. Ủa 5.000 4 cái lần hả? Bán rẻ 5.000 4 cái. Nhưng mà cô thì một bên thì giòn, một bên thì nó mềm nha. Còn bánh kẹp ở ngoài như thì hai mặt đền nó đều sẽ giòn giống nhau luôn. À ở đây cô làm có một khuôn một mặt à. Còn ở ngoài con là làm hai mặt gập lại, nướng qua nướng lại á. Trứng, làm hai mặt có trứng. Hai mặt có trứng hả? Ở đây nó có trứng hả? Lấy con 10 ngàn đi cô. Thì có trứng nên nó sốt á. Nóng hổ luôn nè. Sáng giờ mình chưa ăn sáng, thôi bây giờ mình làm cái nha, mời cả nhà. Ủa cô bán tới mấy giờ nghỉ? Chưa nghỉ. Chưa nghỉ hả? Vậy là gần nghỉ rồi hả cô? Trên dây hả chú? Cái này dường thiếp á. Bánh cô ngon nha, bột nó không có bán ngọt. Trong phú quý á. Mày ở phú quý mà. Cái màu vàng là nghệ hay là gì cô? Nghệ sao mà mình ăn không bay mùi nghệ ta? Có đâu có bay đừng bỏ miếng mà. Bỏ ít đó hả? Một chút rồi nó về. Sao con thấy cô còn nhiều bột vậy? Bột này nữa. Lúc tới trưa là hết luôn á con. Hai đứa ngồi chờ xíu ăn được. Dạ được. Bánh thủng cô lỗ luôn hay sao cô? Cô đổ từ lúc mấy giờ sáng cô? 6 giờ. 6 giờ tới trưa. Chiều có đổ không cô? Ủa đâu bánh thủng đi giao hả? À, đổ sẵn. Bánh thủng là đổ sẵn ở nhà. Còn cái này là phải đổ nóng, ăn đến nào đổ đó. Năm ngàn bốn cái là rẻ hả cả nhà? Quá rẻ luôn á. Đi như đi chỗ mà rẻ nhất cũng là 5.000 ba cái rồi. Ăn cắp luôn đi. Mua cốc ăn thôi. Mua cốc gì ép nước uống không? Mua cốc gì ép nước uống? Ép thì sao cũng được. Thấy cái lấy trái chín mà. Người em người ta ép trái chín hay là trái sống chú? Được chưa? Chưa đủ 1 ký hả? Chanh dây này ở trên nhà mình nhiều lắm luôn á. Hôm bữa lên nhà mình. Thôi lấy nhiêu đó thôi. Sáng không hết. Coi ăn sao chú? Nhỏ quá vậy? Ủa? Ở Nhật hả? Con thích ăn khoai lang Việt Nam mà. Việt Nam bé này. Việt Nam bé. Hai Việt Nam. Việt Nam à, giống Nhật mà chồng ở Việt Nam hay chồng ở Nhật? Chồng ở Việt Nam. À. Khoan 1 ký đi. Vậy chú hút cho con 1 ký đi. Mày hút mấy cái là luôn được con 20. Mình phải ưu tiên hàng Việt Nam trước chứ. Chắc là
giờ là Nhi cũng mua đồ xong rồi, mình sẽ đi về luôn cả nhà. Cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều nha, đã dành thời gian quý báu của mình xem hết video này. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại là trên tay của hai vợ chồng Thép đang cầm sản phẩm thuốc đặc trị hôi nách và hôi chân mang thương hiệu độc quyền của Cú Đấm Thép TV. Ngày xưa Thép bị hôi nách rất là nặng mùi luôn, nhưng từ khi xài sản phẩm này thì mình bây giờ là tự tin khoe cánh rồi cả nhà. Hôm nay Thép muốn chia sẻ đến với tất cả khán giả trên kênh Cú Đấm Thép TV và Lê Thị Nhi. Anh chị em cô dì chú thím nào đang có vấn đề về hôi nách, hôi chân lâu năm không khỏi thì hãy liên hệ với Cú Đấm Thép Shop. Với mỗi sản phẩm được bán ra, bên shop sẽ trích ra 10.000 đồng để bỏ vào quỹ Cứu Quay Hạnh Phúc. Mỗi tháng Thép sẽ tổ chức chương trình Cứu Quay Hạnh Phúc dành cho những bà con có hoàn cảnh khó khăn, giải thưởng lên đến 50 triệu đồng. Hy vọng là tất cả khán giả đón nhận sản phẩm của hai vợ chồng nha. Số hotline là 0346 090899. Vì một Việt Nam không hôi.